Rồi. Hello, xin chào các bạn. Cho nên là mình có một cái clip rất bình thường thôi. Một cái clip mình có thể làm việc gì đó. Và bây giờ mình sẽ cùng gửi với bạn một cái màn rất cho biết này. Chào bạn. Bạn có thể cho mình một tiếng nhẫn cho các bạn nha. Các bạn hãy chú ý quan sát vào cái clip này nha. 1, 2, 3. Hãy subscribe.